WorldRide, một dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây khá tốt. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài thủ thuật về WorldRide. Nhưng đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo một tài khoản. Đúng hơn là chúng ta tạo một tài khoản Gmail. Nếu như các bạn đã có một tài khoản Gmail rồi, thì các bạn đã sở hữu 15GB rồi đấy. Bây giờ chúng ta vào trang của Google để tạo tài khoản mới. Các bạn Enter. Bấm vào Gmail. Bấm vào tạo account. Tôi nhập tên và chọn tên để chúng ta nhập tài khoản Gmail. Đến phần tạo password, các bạn nhập ký tự càng dài càng tốt. Tôi đã chọn rồi và tôi chỉ cần chân V dán vào. Các bạn có thấy màu xanh không? Khá mạnh. Chúng ta chọn tháng, ngày và chọn giới tính. Nhập một số điện thoại để Google gửi mã pin cho chúng ta. Tôi sẽ sử dụng số điện thoại của người bạn tôi và một địa chỉ mail phục hồi nữa. Chúng ta nhập thêm dãy số này và đồng ý. Bây giờ nhấn Next, chúng ta qua bước tiếp theo. Ở bước tiếp theo này chúng ta sẽ cùng nhau tìm ảnh đại diện. Tôi chọn Add Photo. Bạn chọn Select Your Computer. Vào Admin. Tôi chọn hình này. Quá trình nhấn loát sẽ rất nhanh nếu tấm hình các bạn nhẹ nhàng thôi. Sau khi xong chúng ta cùng nhau kéo kích cỡ cho lớn lên một chút. Và tôi đồng ý luôn. Chúng ta Set. Sau một hồi quay cuồng, vậy là xong rồi, chúng ta tạo green profile. Bây giờ thì thật đơn giản, chúng ta bấm continue to Gmail. Quá dễ dàng phải không các bạn? Ngay lập tức tôi sẽ đóng cái này lại. Các bạn có để ý thấy rằng chúng ta có 15GB trong một Gmail không? Bây giờ tôi sẽ bấm vào đây, xóa rác đi. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã xử lý xong cách tạo tài khoản Gmail rồi. Chúc các bạn sẽ tạo được thật nhiều tài khoản Gmail để sở hữu nhiều hơn nữa số lượng GB mà Google cho miễn phí. Nếu như các bạn tạo khoảng 100, 200 hay 1.000 tài khoản Gmail thì các bạn sẽ có một dung lượng khủng khiếp đấy. Ở video sau, tôi hướng dẫn các bạn cách setting một vài thứ trong Google Drive và chúng ta upload các tài liệu và download như thế nào.